Rồi chúng ta sẽ đi qua cái lệnh CK. Các bạn đã thấy chưa? Chưa phải không? Dạ chưa thầy ơi. Chưa thầy ơi. Rồi. Như vậy lệnh CK này nó cũng gần như là if, gần như if. Nếu chúng ta so sánh giá trị bằng thì nó gần như if. Và nếu if lòng nhiều quá đó thì nó kiểm tra lâu, tức là nó sẽ đi gõ cửa từng nhà, gõ cửa từng nhà. Còn nếu như chúng ta dùng lệnh seek key thì nó sẽ gõ cửa rất nhanh, tức là nó sẽ biết cái mà chúng ta cần đó nằm ở nhà nào và chúng ta nó nhảy đến cái nhà đó. Hết. Như vậy cái lệnh seek key nó hơn cái lệnh if. Đó, nó hơn cái lệnh if chút xíu. Như vậy seek key là gì? If là gì? Bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn thấy là giữa seek key và if nó có gì khác nhau. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái file mới và chúng ta sẽ ví dụ cái seek key. Sit ha, key, press. Đây là những cái từ khóa nằm trong cái lệnh này. Sit, key, press, default. À, như vậy một số cái từ khóa như thế. Sit key nó sẽ cho lựa chọn một cái gì đó để nó tìm cái giá trị. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể các bạn sẽ thấy. Có ai mà đến giờ này không biết code không ta? Của thầy bây giờ là nhập vào một số, xuất ra chữ tương ứng. Ví dụ như mình nhập vào số 0 thì nó xuất số 0, nhập vào số 1 nó xuất số 1. Đó, nhập vào một số xuất ra chữ tương ứng. Bây giờ thầy sẽ dùng lệnh if trước. Trước tiên là số, mình khai báo là kiểu in đi, số nhập vào số. Sẽ ghi là nếu mình sẽ có một cái biến là chuỗi để nó chứa cái chuỗi mình cần, số chữ. Nếu như số bằng 0 thì chữ sẽ bằng 0. Đó. Còn 0 nếu số bằng 1 thì chữ sẽ bằng 1. Tương tự như vậy, mình sẽ làm cho đến 9. Tương tự như vậy mình sẽ làm cho đến 9.
không số bằng 2. Hai số bằng 3. Số bằng 4. Có hai số 1 lần thầy ơi. Có hai số 1. Ok. Còn không nếu số bằng 1. Thank you. Số bằng 2. 3, 4. Số bằng 5. Số bằng 6. Số bằng 7. Số bằng 8. Thiếu một cái. Thiếu một cái chỗ này thì mình chỉ cần làm gì nào? L chữ bằng 9. Mình tạm thời gọi là nhập đúng hết nha. Nhập đúng hết. Sau đó mình xuất cái chữ ra. Đó, thử xem thử là nó ra cái gì. F9 chuyển số thành chữ. Thiếu gì nào? Chấm phẩy. Nhập vào một số, ví dụ số 5, xuất ra chữ 5. Nhập vào số 7, xuất ra chữ 7. Tương tự như vậy. Bây giờ thầy sẽ dùng lệnh shift key. Dùng lệnh shift key. Các bạn thấy có gì khác? Ha, này là if else. Bây giờ mình cũng nhập vào số, mình cũng dùng cái số này luôn. Cũng dùng chính cái số này. Mình không cần phải nhập lại. Bây giờ mình sẽ xuất ra dùng lệnh shift key. Shift cái gì? Shift số. Tức là nó sẽ dùng cái số này để nó lựa chọn. Shift số. Mở ngoặc nhọn key. Mở ngoặc nhọn. Thì nó cũng tự đóng ngoặc nhọn cho mình luôn. Key cái gì? Key số 0 thì mình sẽ gán chữ bằng 0. Đó, chú ý giùm cho thầy nhé. Chữ bằng 0 chấm phẩy, nhớ phải có cái từ khóa này, từ khóa break. Sau khi xử lý xong thì nó phải có từ khóa break. Nó không có từ khóa break thì nó sẽ xử lý tiếp cái ở dưới, nó không thoát khỏi cái này. Khi một hai chấm, chỗ này đúng ra nó phải lui lại. Khi một hai chấm chữ bằng 1. Thầy sẽ khai báo thêm một cái biến để cho các bạn thấy nó khác. Chữ 1 phẩy chữ 2 để mình thấy nó khác. Chữ 2 đi, bởi vì chữ 1 là mình thêm số 1 vô là ở đây mình phải thay nhiều lắm. Rồi chữ 2. Chữ 2. Chữ 2. Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Nếu 1 chỗ này là 2 thì chữ 2 của mình là bằng 2. Nếu đây là 3, chữ 2 của mình là 3. Nếu đây là 4 thì chữ 2 của mình là 4. Nếu đây là 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, chữ 2 bằng 8.
9. Chữ 2 bằng 9. Còn không thì chỗ này của mình sẽ dùng default đi. Chỗ này mình sẽ dùng default. Default. Còn không thì làm gì? Còn không thì chữ 2 của mình, còn không thì chữ 2 sẽ bằng câu thông báo không phải số từ 0 đến 9, ví dụ như thế. Rồi mình sẽ thử chạy lại coi thử chữ 1 nó ra cái gì, chữ 2 nó ra cái gì. Dùng lệnh if. Chỗ này mình sẽ thoát ra. Ủa sao mấy dưới này thiếu break rồi? Thiếu break rồi. Thiếu break là nó không thoát á. Bất kỳ lời nào cũng có break nhé. Dạ thầy ơi, ở nhà em chấp điện, máy em sắp hết pin, em xin ốp sớm nha thầy. Rồi ok. Rồi sau cái lệnh CK mình sẽ xuất cái lần 2. Ở trên này mình để là gì? Dùng lệnh if. Này là mình dùng lệnh CK. Rồi dùng lệnh CK. Chữ 2. Ok. Được chưa nè? Inline. Rồi nhập vào một số 7. Đây dùng lệnh if nó cũng ra 7, dùng CK nó cũng ra 7. Mình nhập số khác đi, 12. Đây chỗ này mình dùng lệnh if nó ra 9, còn mình dùng CK nó ra là không phải số từ 0 đến 9. Thì cái này nó cũng không phải là sai nha, không phải là sai, mà do chỗ này mình lập trình mình đến 8 thì mình dừng, còn không thì chỗ này mình if tiếp. Còn không nếu số bằng 9 thì kết luận là 9. Còn không thầy ơi, ừ. Thầy ơi cái số 0 ừ. Ok thank you. Rồi ok, còn không chữ sẽ bằng không phải số từ 0 đến 9. Đó, ví dụ như thế. Thì hai cái đều hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Nhưng đối với lệnh if nó sẽ chạy lâu hơn. Bởi vì mình nhập vô số 5 nó phải kiểm tra bằng 0 hay không. Nếu không bằng 0 thì nó kiểm tra có bằng 1 hay không. Không phải kiểm tra bằng 2 hay không. Không phải kiểm tra bằng 3, kiểm tra bằng 4. Kiểm tra bằng 5 nó mới đúng. Và nó gán cái chuỗi là 5. Và nó kết thúc lệnh if. Còn đối với lệnh CK, nếu mình nhập vô đây là số 5 thì nó nhìn ở đây số 0 bỏ, số 1 bỏ, 2 bỏ, 3 bỏ, 4 bỏ, 5. Và nó chỉ nhảy đến đây nó làm việc thôi. Đó
Thì nếu như bạn dùng CK thì chương trình của mình nó sẽ chạy nhanh hơn bạn dùng if. Còn thực sự cấu trúc thì chúng ta viết nó sẽ rõ ràng hơn, nó dễ dễ thấy hơn. Được chưa nè? Đó, như vậy thì các bạn có thể dùng chữ số kết hợp lại để mình sẽ làm một cái bài. Được chưa? Cái này là mình đang biến đổi từ số thành chữ của một chữ số. Còn nếu mà số mình nhập nhiều chữ số, ví dụ 12 thì xuất ra cho thầy 12. Ví dụ mình nhập vô số 123 thì xuất ra cho thầy 123. Ví dụ nhập vô là 1234 thì xuất ra cho thầy là 1234. Đó là cái bài toán mà mình cần phải làm ở cái bài tập tiếp theo. Như vậy cái bài này chúng ta đã ổn chưa? Thầy có quay phim lại và thầy đưa cái đoạn này